Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông. Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Dạ vâng, thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì thế giới đã tưởng niệm 100 năm ngày chấm dứt đệ nhất thế chiến. Xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết một vài điểm về ngày này, thưa ông. Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, năm ngoái tôi cũng có đề cập đến vấn đề này, nhưng mà năm nay thì tôi không có nói nhiều hơn, tôi chỉ nhắc lại một số điểm quan trọng mà thôi. Ngày 11 tháng 11 vừa qua thì toàn quốc Hoa Kỳ đã kỷ niệm, đã làm một cái lễ dành cho ngày, không phải là Veterans Day. Nhưng mà thưa quý vị, ngày đó, đó là đúng ra đó là cái ngày chấm dứt đệ nhất thế chiến, như cô Mary vừa nói. Thưa quý vị, đệ nhất thế chiến nó bùng nổ ngày 28 tháng 7 năm 1914. Đó là do cái sự khởi động của cái Liên quốc Đức, hai nước Áo Hung, thời đó đó là Đế quốc Áo Hung. Và cái nguyên nhân xa đó là cái sự xung đột về lãnh thổ cái vùng Balkan. Nhưng mà cái nguyên nhân gần nhất là một người công dân nước Nam Tư đã ám sát vị công tước tên là Frank Ferdinand. Ông này làm vị hoàng tử sẽ kế vị ngôi vua nước Áo Hung. Và cái vụ này nó xảy ra tại cái thành phố Sarajevo, trên lãnh thổ nước Nam Tư. Thưa quý vị, Nam Tư cũ đó. Mà ngày nay cái thành phố Sarajevo này là thủ đô của cái nước mới ra đời, cách đây được khoảng 5-10 năm gì đó, tức là nước Bosnia, Herzegovina. Và thưa quý vị, như tôi vừa nói, đây là chỉ nguyên nhân phụ mà thôi. Nguyên nhân trực tiếp để mà đưa đến chiến tranh mà thôi. Còn nguyên nhân chính là cái sự xung đột về lãnh thổ vùng Balkan giữa nhiều năm trước rồi, giữa cái đế quốc Áo Hung và vương quốc Serbia. Thưa quý vị, trước khi mà thế chiến bùng nổ vào năm 1912 thì cũng đã có một cuộc chiến gọi là chiến tranh Balkan thứ nhất, mà sau đó kết thúc bởi cái hiệp định London thành lập ra nước Albania. Rồi qua một năm sau, tức là năm 1913, thì cuộc chiến tranh Balkan thứ hai lại bùng nổ. Và khi đó thì đó là cái thời điểm mà Bulgaria và Serbia xâm chiếm nước Hy Lạp. Thưa quý vị, sau đó, sau khi mà cái đế quốc Áo Hung này tan chiến, khởi động cuộc chiến tranh thì có sự tham gia tên của đế quốc Ottoman, tức là đế quốc Hồi. Đế quốc này là hùng mạnh lắm và nó kéo dài rất lâu ở trong lịch sử thế giới. Và có tên nước Bulgaria vào cái thay trục, tức là cái thay mà khởi chiến. Còn cái phe mà bị động, bị đánh á, là người ta gọi là phe Liên quốc đồng minh. Thì thưa quý vị, có nước Pháp, nước Anh, nước Nga, nước Serbia, Belgium, Montenegro, Italy. Và không biết là sao lại có Nhật ở trong này nữa. Và thưa quý vị, có Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ đã tham gia vào năm cuối cùng của cuộc chiến. Nếu mà không có sự tham gia Hoa Kỳ thì toàn Âu Châu đã bị thất tận rồi. Cho nên có thể nói là Hoa Kỳ đã tham gia đúng cái thời điểm để kịp cứu sống các nước Âu Châu. Và cái cuộc chiến tranh nó kéo dài từ năm 1914 đến 1918, chỉ có 4 năm thôi. Trên toàn lãnh thổ của các nước ở bên Âu Châu, và cuối cùng thì cái tay trục, tức là cái tay Áo Hung đã thất trận, và các nước họ lần lượt họ đầu hàng và ký những hiệp định bình chiến. Thì cái tiếng súng mà thực sự trên chiến trường ngưng hẳn là vào lúc, thưa quý vị, ngày 11 giờ sáng, ngày 11 tháng 11 năm 1918, khi đó là cái nước chủ động, là cái nước Đức đã ký hiệp định đầu hàng trước đó 6 tiếng rồi. À, cái một cái hiệp định hòa bình chính thức gọi là Treaty of Versailles được ký vào năm 1919, tức là một năm sau. Thì thưa quý vị, tuy là cuộc chiến thì có 4 năm, nhưng quý vị biết cái số tổn thất rất là lớn. Phe trục, tức là cái phe mà gây chiến là có 4.400.000 binh sĩ chết. Phe đồng minh thì có hơn 5.500.000 binh sĩ hy sinh, và trong đó cái nước bị nặng nhất là nước Nga, có 1.800.000 người, nước Pháp là 1.400.000, rồi nước Anh là 1.100.000, còn Hoa Kỳ chỉ tham chiến vào cái giai đoạn chót, nên cái số tổn thất chỉ là 116.000 quân sĩ hy sinh.
và thưa quý vị, quân nhân Hoa Kỳ mà chết trong Thế chiến thứ nhất và sau này Thế chiến thứ nhì, thưa quý vị, hầu hết đều được chôn cất tại các nghĩa trang ở trên đất Pháp. Và từ đó thì tất cả các nước họ xem cái ngày 11 tháng 11 hoặc gọi là Armistice, tức là cái ngày định nghĩa là ngày 11 tháng 11. Hoa Kỳ thời đó cũng dùng ngày đó, cũng gọi ngày đó là Armistice. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 6 năm 1954 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Veterans Day. Và họ xem ngày này là ngày để vinh danh tất cả những cựu chiến binh từng tham gia các cuộc chiến ở trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngày này là vinh danh cả người sống lẫn người chết. Thưa quý vị, so với cái ngày Memorial là ngày chỉ tưởng niệm những quân nhân đã chết mà thôi. Thì năm nay, thưa quý vị, ngày 11 tháng 11, Veterans Day đã tại Washington đã có một cái lễ long trọng tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Nhưng mà kỳ này là quý vị chúng tôi nhìn thấy không có mặt tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bởi vì ông ta đang bận phải tham gia một ông ta đã đến Pháp, đến Paris để tham gia cái buổi kỷ niệm ngày đình chiến rất lớn tại Pháp, mà trong đó có đến 60 vị nguyên thủ các nước đến. Thì nhưng mà tuy ông đi xa nhưng ông không quên cái ngày trọng đại này. Thì vào lúc 4 giờ chiều giờ Paris, tổng thống Donald Trump đã đến nghĩa trang Suresnes này, gần thủ đô Paris. Thưa quý vị, nơi đây có chôn cất hơn 1.400 quân nhân Hoa Kỳ để cùng ông chủ tịch Ủy ban tham mưu liên quân hỗn hợp là đại tướng Joseph Lunsford và ông tham mưu trưởng Bạch Cung là ông John Kelly làm một lễ ở tại đây. Mà thưa quý vị, nhìn trong phim có một cái điều rất là cảm động, bởi vì lúc đó trời thì mưa, quan khách họ tham dự họ đều mặc áo mưa và che dù. Chỉ có những cái quân nhân mà đứng làm lễ cầm cờ thì mới không có mặc áo mưa và che dù mà thôi. Thì chúng tôi thấy ông Tổng thống Trump khi xuống xe đã từ tay cầm lấy chiếc dù để che cho mình, mà không giờ hai che, không có người nào che cho ông này, ông nghĩa là ông cầm dù đấy. Và khi mà đến cái khán đài dân dự thì ông xếp dù lại và ông lên ngồi cùng hai vị, thưa quý vị, dưới cơn mưa. Tức là khi mà ông đặt diễn văn dài từ 20 phút thì tôi thấy mưa đã thấm ướt hết cái đầu tóc của ông, là cái bộ suit của ông đang đặt. Đó là một cái điều, mà gây một cái ấn tượng rất là tốt đối với một ông tổng thống mà đã làm được một cái chuyện như vậy, rất thưa cô. Dạ vâng, thưa ông, xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết đôi nét về cái bài diễn văn ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã được trình bày bởi Tổng thống Donald Trump, thưa ông. Vâng thưa cô, cái bài diễn văn đó nó có liên quan đến cái sự việc mà xảy ra Paris. Tại vì khi mà ông Tổng thống Donald Trump đọc cái bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì ông có nói một câu như thế này: chúng tôi phủ nhận ý thức hệ của chủ nghĩa toàn cầu mà chỉ ôm ấp cái học thuyết của chủ nghĩa ái quốc mà thôi. Và sau đó thì tâm rất nhiều lần ông đi nói chuyện với cử tri trước cái ngày bầu cử giữa mùa đó, thì Tổng thống Trump đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần: tôi là một người quốc gia. Thưa quý vị, ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần: tôi là một người quốc gia. Thì trong cái ngày mà lễ trọng đài, cái ngày Armistice Day tại Cali đó, thì không hiểu sao mà ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên đi diễn đàn trước mặt hàng chục người quan khách là nguyên thủ các nước, thì ông đã chỉ trích ông Tổng thống Trump về cái chữ người quốc gia này, nationalist. Thì ông nói rằng là chủ nghĩa quốc gia là phản bội đối với chủ nghĩa ái quốc. Khi người ta nói như vậy, và ông cũng đã biết là khi nói rằng quyền lợi của mình là trên hết, thì còn ai được quan tâm đến quyền lợi của kẻ khác. Thì thưa quý vị, tuy ông không nhắm vào ông Trump, ông không nói đến ông Trump, nhưng rõ ràng câu này là ông ám chỉ vào ông Trump. Và coi như là ông Trump đã tự coi mình là người quốc gia và có một chính sách đối ngoại mà trong đó có quyền lợi của Hoa Kỳ là tối thượng. Thì thưa quý vị, chúng tôi là một người, thưa quý vị, bản thân tôi là một người đã tốt nghiệp của một trường với một cái bằng về chính trị học. Thưa quý vị, tôi không thấy cái sự khác biệt nào giữa cái chữ chủ nghĩa quốc gia và lòng ái quốc, hay là người quốc gia và người yêu nước, nationalist và patriot, không có khác nhau điều gì cả. Bởi vì một người thật lòng yêu nước là một người nghĩ đến quốc gia mình trước tiên. Theo cái tự điển Webster thì chủ nghĩa quốc gia định nghĩa là sự trung thành và cống hiến cuộc đời của mình hết cho đất nước. Còn cái chủ nghĩa ái quốc thì được định nghĩa là tình yêu hay là sự cống hiến của
của mình cho nước của mình. Thưa quý vị, quý vị nghe hai cái định nghĩa đó, nó có cái điều nào khác nhau không? Điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa ái quốc và chủ nghĩa quốc gia là một, hai thứ là một. Thì ông Macron đó, ông cũng có một cái lý khi ông nói rằng là chúng ta có một trách nhiệm to lớn nhằm đánh bại những thế lực tân thời đang đe dọa nền hòa bình. Thưa quý vị, đúng, tất cả mọi những cái lãnh tụ quốc gia mà hàng đầu trên thế giới đều có một cái trách nhiệm đó. Không phải chỉ có Pháp, chỉ có Mỹ, mà chính người Hoa Kỳ, thưa quý vị, đã bao nhiêu năm đã từng tham gia vào tất cả những cái vấn đề trên thế giới để mà đánh bại những cái thế lực như là ngày xưa là thế lực cộng sản, rồi bây giờ là thế lực fascist. Thì tôi quyết định rõ ràng là Hoa Kỳ đã làm điều đó chứ không bỏ, không có bỏ quên những người đồng minh của mình. Và trên thực tế tôi quyết định rõ ràng là chỉ có giữa con người và con người thì mới có cái chuyện hy sinh. Có những người mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu người khác, điều đó có. Nhưng mà khi mà chúng ta bước lên một cái bước cao hơn, ví dụ như là nói về gia đình, nói về đoàn thể hay nó cao hơn là tổ quốc, thì tôi quyết định tôi chưa thấy người nào mà hy sinh gia đình của mình, hy sinh cái tập thể của mình và hy sinh đất nước của mình cho người khác cả. Điều đó tôi chưa từng thấy. Có thể hy sinh bản thân, cái bảo hy sinh tổ quốc của mình cho tổ quốc người khác, điều đó tôi không thấy. Và tôi nghĩ cái điều mà chúng ta đặt đất nước lên hàng đầu không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước cái thảm cảnh và tai ương của những nước khác. Và cái điều đó Hoa Kỳ đã chứng minh. Trước khi mà có hai cuộc thế chiến thì Hoa Kỳ đã từng chủ trương biệt lập, không can thiệp vào việc thế giới. Nhưng mà sau khi thế chiến đến mà cái mức mà quá trầm trọng, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã đem xương máu hàng trăm ngàn xương máu của thanh niên Hoa Kỳ ra để cứu thế giới. Thì cái điều đó chứng tỏ là Hoa Kỳ là một nước tuy biệt lập nhưng mà khi cần vẫn cứu giúp nhân loại. Và ông Tập Phong Tâm thì cái lúc mà ông Macron nói thì ông đã không phản ứng gì hết. Và khi mà ông nói chuyện tại nghĩa trang Côte-d'Azur thì tức là một ngày sau thì ông cũng không có phê bình gì ông Tổng thống Macron, mà ông ngược lại ông lại khen ông Macron, là ông cho là Macron đã tổ chức được một buổi lễ long trọng và tiếp đón rất là đồng nhiệt và chú đáo. Thưa quý vị, xin nhắc lại cái ngày hôm trước khi mà tại cái buổi lễ ở tại dưới chân tháp Eiffel đó, thì ông Tổng thống Trump và bà đệ nhất Phu Nhân đã đến chậm và đến sau tách biệt với những vị khác ở trong cái đà hàng quan khách. Mà theo tôi biết đó là lý do an ninh. Và khi mà cái đoàn xe đi ấy, thì có một đoàn biểu tình chống ông và trong đó có một người nữ khỏa thân với cái hàng chữ chống đối ông Tâm viết trên ngực của bà ta. Rồi chúng tôi cũng nghe được nhưng mà không có binh sát được sự thực đến đâu. Tức là có một cái âm mưu ám sát ông Tâm nhưng mà bất thành. Và tại cái buổi lễ đó thì chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh là ông Tổng thống Putin của Nga đang mắt tay ông Trump và đang vỗ vào cánh tay ông Trump rồi đưa một ngón cái lên ra dấu là không phục. Thì thưa quý vị, tôi không biết ông không phục cái điều gì, bởi vì quý vị nhớ là trong thời gian vừa qua là giữa hai nước Nga và Mỹ đang có một sự căng thẳng và đụng chạm. Thì thưa quý vị, trong cái ngày 11 tháng 11, cái lễ này nó kỷ niệm này nó được tổ chức rất nhiều nước tại Âu Châu, ngay cả Ấn Độ cũng có tổ chức, nước Đức cũng có tổ chức, nhưng mà nước Đức là nước bại trận cho nên họ không có tổ chức theo cái lối như bên này, mà họ chỉ có truy điệu những người lính đã chết trong chiến tranh mà thôi. Thì thưa quý vị, trở lại cái chuyện mà ông Tổng thống Macron, thì sau cái buổi lễ thì ông Trump đang ngồi lại đàm luận cùng ông Macron về những cái điều mà hai bên có những cái sự khác biệt về khuynh hướng quốc gia của ông Trump, và cũng có đề cập đến những vấn đề thế giới nhưng mà chúng tôi không biết nhiều cái chi tiết. Thì hôm thứ Bảy, tuần trước đó, thì ông cũng nói với Tổng thống Macron rằng các quốc gia đồng minh nên chia sẻ cái gánh nặng trong cuộc phòng thủ chung và trong việc giao thương. Và ông cũng nói rằng là chúng tôi rất muốn giúp Âu Châu, nhưng mà phải có sự công bằng ở trong đó. Bởi vì theo ông là Hoa Kỳ đã chịu gánh nặng từ nhiều thập niên. Quý vị nhớ là sau hai lần thế chiến, thì các nước đồng minh đã bị tan tác, đã bị coi như dần hủy diệt rồi. Trong đó có cả nước Trung Hoa nữa. Nhưng mà Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng tỷ đô la, đã bỏ ra biết bao nhiêu để giúp đỡ những cái nước đó, để mà tiến mạnh lên và đã chia sẻ cái gánh nặng kinh phí để cho các nước nó phát triển và từ đó các nước trở nên giàu mạnh. Ví dụ như nước Đức bây giờ là ngang hàng với Hoa Kỳ, nước Trung Hoa bây giờ cũng ngang hàng với Hoa Kỳ. Cho nên đó, bây giờ đó không còn cái thời gian mà Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra nuôi để mà giúp nữa. Đến cái lúc mà họ phải chi phí, họ phải đóng góp một cách sòng phẳng. Đó là cái ý nghĩa mà ông Tổng thống muốn nói cho chúng tôi.
Vâng, thưa ông, trong cái thời gian qua, nhất là cái thời kỳ 8 năm của cựu Tổng thống Barack Obama, thì cái chủ nghĩa gọi là toàn cầu, nó được bành trướng và hầu như mọi người đều ca tụng. Thì thưa ông, sau một thời gian, giờ này, cái nhận định hay là cái kết quả của chủ nghĩa toàn cầu thành công hay thất bại thưa ông? Thưa quý vị khán giả, xin nói một cái điều để cho nó rõ ràng hơn. Cái chủ nghĩa toàn cầu nó không phải là có từ cái thời Tổng thống Obama, nó có từ trước rất nhiều năm. Quý vị thấy qua những cái tổ chức quốc tế, thế giới, những cái như là thương mại thế giới WTO hay là ngay cả Liên Hợp Quốc, tức là có một cái khuynh hướng họ muốn đưa tất cả các nước toàn cầu vào trong một cái khối, chứ không phải Obama. Nhưng mà ông Obama thì lại thiên về cái phía cộng sản nhiều hơn. Thì quý vị biết là ông Obama, tôi đã viết rất nhiều bài và nói là ông Obama trong cái thời gian còn trẻ và đi học đã bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, và đã có những bậc thầy của ông Obama là những người cộng sản, cho nên ông Obama đưa về cái toàn cầu theo cái hướng của cộng sản. Đấy. Thì thưa quý vị, trong khi mà nói chuyện với báo The Guardian thì ông Thủ tướng Canada Trudeau, ông có than phiền rằng bây giờ những người dân trên thế giới là thất vọng về cái chủ nghĩa toàn cầu. Bởi vì ông nói rằng là cái sự thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bây giờ muốn coi Mỹ là trên hết, không coi toàn cầu nữa mà coi Mỹ trên hết. Rồi đến bây giờ đến cái việc nước Anh đã thương lượng để rút ra khỏi cái khối Liên Âu, cũng như bây giờ có nhiều cái phong trào nó trỗi dậy, những cái trào lưu của những cái đảng phái thiên về chủ nghĩa quốc gia hơn. Đấy, thì cho nên ông Trudeau ông than phiền rằng bây giờ cái chủ nghĩa toàn cầu là coi như là đang bị thất bại. Ông là người chủ trương toàn cầu đấy thưa quý vị, thành ra ông thất vọng về cái chuyện đó. Thì thưa quý vị cũng thấy là nhân loại đã đi từ cái lúc mà sơ khởi có nạp con người trên đất đất, thì chúng ta đã đi từ cái hình thái bộ lạc, rồi tập hợp nhiều bộ lạc thành quốc gia. Khi trước là quốc gia đô thị, tức là mỗi cái thành phố, mỗi cái làng là một quốc gia, rồi đi tới một cái quốc gia rộng lớn hơn. Rồi đến một cái thời gian mà chiến tranh để lập lên những cái đế quốc bao trùm lên nhiều nước. Nhưng mà thưa quý vị thấy cuối cùng nó vẫn có cái sự lựa chọn cuối cùng của con người là cái hình thái quốc gia. Ở trong đó, trên đó có một cái dân tộc, có chung một truyền thống lịch sử, có chung một cái nền văn hóa và ngôn ngữ. Thưa quý vị, nói điều này là từ cái trường hợp của Hoa Kỳ, bởi Hoa Kỳ là một nước mà có một cái chủng tộc, đa chủng tộc và đa văn hóa. Thì đó, tại vì Hoa Kỳ là cái nước di dân có mới có 200 năm, còn những cái nước khác, quý vị thấy tất cả những cái truyền thống lịch sử văn hóa ngôn ngữ họ đều riêng biệt cả. Thì cho đến khi mà cái anh Các Mác, anh ra đời, rồi anh cho ra cái chủ nghĩa cộng sản, anh lại chủ trương là vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, tận diệt tư bản và phong kiến để lập nên một quốc gia xã hội chủ nghĩa, và tiến đến một cái điều ông ta gọi là thế giới đại đồng. Nhưng mà thưa quý vị thấy là từ năm 17 khi mà Cộng sản Liên Xô cướp được chính quyền cho đến khi nó gục ngã năm 1990, thì quý vị thấy có đại đồng được không? Hay là những cái nước anh em cộng sản cùng đảng với nhau mà đánh nhau chí chết? Ví dụ như chúng ta thấy Nga và Hoa đánh nhau ở biên giới, rồi Hoa Việt đánh nhau ở biên giới, rồi Việt Campuchia cũng đánh nhau. Nên là tôi thấy là ngay người cộng sản chủ trương thế giới đại đồng mà họ không đại đồng được với nhau. Thì chúng ta thấy rõ ràng là con người là con người khi đã cũng có quyền lợi của quốc gia và dân tộc mình là tên đấy. Và sẵn sàng tôi thấy là không bao giờ chấp nhận một cái hình thái toàn cầu cả. Thì quý vị thấy trong cái chiều hướng mà trong 50 năm vừa rồi có những cái lãnh tụ chính trị, kinh tế, những nhà học giả, tuy là không cộng sản, họ cũng nuôi cái mộng toàn cầu. Đó là như tôi nói là thể hiện qua những cái tổ chức Liên Hợp Quốc hay là quốc tế, những hình thức đó là cái hình thức mà họ muốn đi đến cái toàn cầu, chia sẻ với nhau đồng đều trong các nước. Nhưng mà thưa quý vị, cái nghĩa vụ quốc tế ấn định qua cái hiến chương Liên Hợp Quốc, các thỏa ước, thưa quý vị, nó thường đặt cái gánh nặng lên có một vài nước mà thôi. Ví dụ như nước Mỹ là cái nước giàu có cứ bị gánh nặng, mà trong khi những cái nước mà hưởng thụ nó u lì, nó không thi hành hiệp định dù nó được hưởng lợi nhiều nhất. Tôi lấy ví dụ như là cái việc chống ô xin môi nhiễm. Hoa Kỳ đóng góp gần như toàn bộ cái ngân sách của cái chương trình ô xin môi nhiễm thế giới.
Thế nhưng mà cần chú trọng là cái nước mà thải khí độc ra nhiều nhất trên thế giới, thưa quý vị, nó không đóng góp xu nào cả, bởi vì nó đang ở, nó được phong cho là cái dạng là một đất nước đang phát triển, từ là nước nghèo, mà thực tế nó là một nước giàu cạnh tranh với Hoa Kỳ. Bởi vì vậy cho nên ông Trump đang rút ra khỏi cái hiệp ước Paris về thời tiết là tôi thấy rất là đúng. Cũng như quý vị thấy là cái chủ trương mở rộng tự do giao thương để làm cho các nước buôn bán với nhau qua lại mà không thuế này đọc, thưa quý vị, nó gây thất nghiệp cho cái dân trong cái nước này mà làm lợi cho dân tộc nước khác, đó là trường hợp của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và thưa quý vị, cũng như là bây giờ chúng ta nhìn qua Âu Châu, năm 1993 thì có 28 nước Âu Châu họ cũng muốn chủ trương chưa toàn cầu thì toàn Âu Châu, họ đi đến một cái kết hợp là Liên Âu để làm một cái thí điểm. Nhưng mà thưa quý vị, từ đó đến nay biết bao nhiêu khuyết điểm đã được bộc lộ ra và bây giờ đi đến một cái sự ra đi của nước Anh. Và một trong những thất bại của Liên Âu, quý vị thấy là các nước họ ra buộc bởi những cái điều mà tâm nước không thể chấp nhận được. Ví dụ là họ cho là dân đi qua nước này qua nước nọ không cần thông hành. Và cái việc đó trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy những cái bọn khủng bố, bọn tội phạm nó đi từ nước này qua nước kia, nó đi lung tung ở trong Liên Âu. Rồi đến khi có cái đám di dân tị nạn ở tại Syria thì cái chính sách chung di dân của Liên Âu là bắt các nước phải thu nhận một số di dân đó, và đó đã gây ra một cái trường hợp điên đầu cho các nước như là Anh, Thụy Điển, Belgium, Đức và Lan Pháp. Quý vị thấy bây giờ nó hỗn loạn ở bên đó. Cho nên với cái chính sách mà gọi là toàn cầu, tôi thấy đó là một cái điều không tưởng, cũng như chủ nghĩa cộng sản. Thưa quý vị, chủ nghĩa toàn cầu hóa rồi cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng, đoàn kết trong một nước còn chưa xong nói chỉ tới thăm hoặc đoàn kết cả nhân loại này đó, thưa cô. Thưa ông, tính cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã là Tổng thống của Hoa Kỳ, gọi là mới tròn 2 năm vài ngày. Thì thưa ông, không biết là thành quả của Tổng thống như thế nào mà ông đi qua Âu Châu thì bị Âu Châu nói xéo. Còn ở Mỹ này, đối với cái nhóm gọi là truyền thông dòng tả đó, thì ôi trời ơi, người ta nói Tổng thống, ông là một người không ra gì hết. Thì thưa ông, xin ông vui lòng nhìn vào cái kết quả sau 2 năm làm việc của Tổng thống Donald Trump, thì ông ta đã gặt hái được những gì thưa ông? Thế còn nếu mà so với tất cả những ông Tổng thống trước đây đó, trong cùng một cái thời kỳ, tức là chưa tới 2 năm, tôi quyết định đến khi mà ông nhậm chức, tức là đầu năm đó, thì đến nay chỉ mới có 23 tháng, 22 tháng thôi, chưa tới 2 năm nữa, mà ông đã làm được những cái việc mà theo tôi nói thật là vĩ đại. Bởi vì khi ông lên nắm quyền, ông lên nắm chức vụ Tổng thống, thưa quý vị, khi đó có một nền hành chính rất là tồi tệ, đầy tham nhũng. Và gần như là cả ông bị cả cái khối truyền thông nó hợp tác với Đảng Dân Chủ, nó đánh phá liên tục từ ngày đó cho đến hôm nay. Và những người làm việc trong bạch cung còn sót lại của thời hệ cấp Obama cũng tìm đủ mọi cách để mà phá rầy ông Tổng thống Trump. Và thưa quý vị, nhưng mà có một điều mà hiện nay chúng tôi thấy câu khẩu hiệu mà xứng đáng mà để khen lắm nhất là ông là ông đã hứa và ông đã làm. Promise made, promise kept. Ông hứa điều gì, ông đã làm điều đó, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Và cái việc thắng cử của ông đó, thưa quý vị, trước đây người ta bảo là he is a joke, đùa chơi với ông thắng cử là đùa dẫn mặt. Nhưng mà thưa quý vị, ông đã thắng một cách rất gọi là thần kỳ. Và người ta coi đó là phép là. À, trong khi các giới truyền thông á, thì đương nhiên rằng ông không có cơ may nào để mà trụ lại. Nhưng mà thưa quý vị, ông không có đũa thần gì cả. Chính ông tạo ra cái đũa thần đó để mà thành công. Thì bây giờ chúng ta đi từ kinh tế. Chúng ta lấy cái kinh tế, tức là lấy cái chỉ số thị trường chứng khoán để làm cái trước đo. Thì đây thưa quý vị, trước khi ông lên nắm quyền tháng 11 năm 2016, thì cái thị trường chứng khoán chỉ có 18.332 điểm. Và đến ngày 17 tháng Giêng 2018 thì nó đã tăng lên tới mức kỷ lục là 26.000 điểm. Và cho đến nay đó, thưa quý vị, nó ngang ở cái mức trên dưới trên 25.000 điểm. Thì dĩ nhiên cái thị trường chứng khoán có lúc lên lúc xuống, và hiện nay nó 25.000 điểm. Thì thưa quý vị, so với có một năm, tức là từ 17 tháng 1 2018 trở về trước một năm, thưa quý vị, thị trường chứng khoán nó tăng 7.000 điểm.
tức là nó tăng lên mở 40%. Cái điều đó là chưa bao giờ xảy ra trong cái nước Mỹ này cả. Mà quý vị thấy cái thị trường chứng khoán lên, thì chỉ số Dow Jones lên có nghĩa đối với quý vị nó mang một ý nghĩa gì? Tức là cái tiền của quý vị nằm trong cái quỹ 401k đó, nó cũng tăng vọt theo cái tỷ lệ đó. Tại vì quý vị không nhìn thấy, quý vị không mở ra để quý vị kiểm soát lại cái 401k của vị năm này và 2 năm trước, thành quý vị không nhìn thấy. Và cái đảng Dân Chủ thì chắc chắn họ không bao giờ họ chi những cái điều này cho quý vị. Đấy. Rồi bây giờ nói đến tổng sản lượng quốc gia và nợ quốc gia, cũng là hai cái tiêu chuẩn để mà đánh giá sự thành công về kinh tế. Thì quý vị nhớ là trong thời hành pháp Obama nó có tăng, đúng, tổng sản lượng quốc gia có tăng. Nhưng mà thời đó thưa quý vị, cái nợ quốc gia lại tăng gấp đôi. Và có thể coi người ta nói là thời kỳ đó là thời kỳ tồi tệ nhất ở trong lịch sử Hoa Kỳ sau cuộc chiến, sau chiến tranh. Thì mức tăng trưởng trung bình về GDP, tức là về cái tổng sản lượng quốc gia, sau thời suy thoái năm 2019, thì cái mức tăng trưởng nó chỉ có vón vẹn có 2.1% một năm. Và cái mức đó là coi như là một cái mức gọi là tai họa đấy. Mà nhưng mà quý vị thấy trong thời ông Tổng thống Trump, cái mức tăng trưởng là tới 4.4% một năm. Thì quý vị thấy đó là một cái thành quả rất là lớn, có phải không thưa quý vị? Và các nhà phân tích kinh tế cho rằng cái nguyên nhân của sự chậm tăng trưởng từ Obama đó là do Obama và Quốc hội Dân Chủ tăng các mức thuế. Và cái thuế đánh vào cái lợi nhuận tư bản tăng từ, quý vị biết, từ 15 đến 20%. Và ở cái mức mà thang thuế cao nhất khi mà chúng ta khai thuế lợi tức, nó đã tăng từ 35 đến gần 40%. Rồi cộng thêm các cái loại thuế mới để mà chi trả cho cái việc bảo hiểm Obamacare nữa, thì quý vị đã gồng mình đóng rất nhiều thuế. Nhưng mà qua đến thời ông Trump, quý vị thấy trong cái tăng tác nghiệp thứ hai của năm 2018, mức tăng trưởng là 4.2%. Qua tăng công nghiệp thứ hai là 3.5%, và lấy trung bình cả năm tức là trên 3%, là cái điều mà thời tổng thống Obama không có tài nào làm ra được. Và so sánh với mức tăng trưởng đó với nợ quốc gia thì mới thấy nợ quốc gia thời ông Obama là 20.000 tỷ, gấp đôi con số ông tổng thống Bush để lại, gấp đôi. Mà cái tỷ lệ giữa nợ quốc gia và GDP, Obama đã làm tỷ lệ này tăng ở 60% năm 2009 và tăng đến 100% vào năm 2016. Nhưng mà trong khi 2 năm của Tổng thống Trump thì nợ quốc gia chỉ tăng có 1.7 ngàn tỷ mà thôi. Và bù lại, tức thì nhờ cái sự gia tăng của cái tổng sản lượng thì tỷ lệ nợ và GDP càng ngày càng giảm đi. Đó là một cái thành quả thứ nhì. Thành quả thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến là công ăn việc làm. Người ta đặt tên ông Tổng thống Trump là Tổng thống của công ăn việc làm, Job President. Và tuần này là Bộ Lao động đã loan báo con số 250.000 việc làm tạo thêm trong tháng 10 năm 2018. Thì quý vị thấy chưa tới 2 năm, ông Trump đã tạo ra 4.3 triệu công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Nếu mà so sánh thời kỳ 2 năm đầu Obama là mất, quý vị mất 4.2 triệu. 2 năm đầu của Tổng thống Trump thêm 4.3 triệu. Thì quý vị thấy ai làm tốt hơn ai? Và thưa quý vị, hàng triệu người Mỹ và nhiều công ty Mỹ hưởng lợi qua chương trình giảm thuế của Tổng thống ban hành cuối năm 2017. Và công dân sẽ được nhận cái tiền trả lại từ sở thuế. Còn ngoài ra còn nhận nhiều cái khoản tiền thưởng cho các cái công ty giảm thuế. Và nhiều công ty đã mang cái cơ sở của mình từ các nước ngoài về lại Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là tăng thêm công ăn việc làm cho người Mỹ. Và cái tiền lương căn bản của người Mỹ năm nay đã tăng hơn 3% so với năm ngoái. Chưa kể, cái mức lương tối thiểu cũng đã được tăng tại nhiều tiểu bang. Đấy. Vừa qua là nói về kinh tế. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề đối ngoại. Thì quý vị thấy, cái thời Obama, khi mà thấy Isis nó lên, Obama đã tiêu cực. Và cho rằng, chính Obama đã nói rằng là cái nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, tức là tụi Isis đó, nó sẽ tồn tại ít lắm, cũng là một thế hệ nữa, tức là một thế hệ là 60-70 năm nữa. Nhưng mà khi ông Trump lên, ông thề sẽ diệt cái bọn khủng bố này, và ông đã làm được cái điều đó trong năm đầu tiên của ông. Từ con số 60.000 tên ISIS chiếm cứ một cái vùng rộng lớn, lãnh thổ rộng lớn của miền Bắc, của Iraq và nước Syria, thì hiện nay, giờ phút này, chúng nó chỉ còn không tới 1.000 tên ẩn náu ở trong các vùng nghèo lánh, và trong khi các lãnh thổ của Syria và Iraq đã được phản hồi.
Rồi thưa quý vị, ông đã trừng phạt Pakistan những cái điều này thì nó nhỏ thôi, bởi vì nước này còn bao che cho khủng bố. Rồi ông ngăn chặn 251 triệu mà Obama đã chuẩn bị chuyển cho Pakistan, bởi vì Pakistan cũng vẫn như vừa nói là vẫn ủng hộ cho khủng bố. Rồi ông đã giảm hết 50% viện trợ cho Palestine. Và ông tuyên bố là thẳng thương rằng là Hoa Kỳ sẽ không làm việc với bất cứ tổ chức Hồi giáo nào hay một nước Hồi giáo nào mà yểm trợ cho cái bọn hội cực đoan này cả. Và thưa quý vị, trong cái chuyến công du năm ngoái của ông đi tại Á Châu, ông đã thành công khi ông thương lượng được một cái tỷ giá 300 tỷ đô la đem về cho nước Mỹ. Và về cái vấn đề mà Bắc Hàn, Bắc Cao Ly thì ông đã phần nào coi như đến giờ phút này cũng coi như đã giải quyết được một phần nào cái hiểm họa nguyên tử từ Bắc Cao Ly. Sau khi cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un, và gần nhất là chúng ta thấy ông đã tái thương lượng một hiệp ước giao thương giữa Mỹ, Canada và Mexico. Cái điều này thưa quý vị, tôi xin nhắc lại là Obama đã từng hứa năm 2007 nhưng mà không làm được, hoặc là không hề làm. Rồi thưa quý vị, còn rất nhiều điều. Và thưa quý vị, cái báo The Washington Examiner thì đã liệt kê đến 289 thành quả của Tổng thống Trump trong 20 tháng đầu tiên. Rồi cái tổ chức The Heritage Foundation còn đánh giá thành quả của Tổng thống Trump lên hàng đầu, coi ông Trump thành công hơn cả cố Tổng thống Ronald Reagan. Và tuy nhiên đa số báo chí và truyền hình dòng chính nó cứ làm ngơ, nó không hề đá động đến những thành quả này, mà chỉ như cô nói là moi móc tìm thêm những chuyện vụn vặt ra để mà đánh giá mà thôi. Và thưa quý vị, một điều mà chúng tôi cũng muốn trình bày với quý vị để quý vị nhìn thấy rõ này, tức là phe Dân Chủ hai năm này tuyên truyền rằng chính sách giảm thuế của ông Trump là nhắm vào giới nhà giàu, giúp cho giới nhà giàu miễn thuế, giảm thuế. Thì tôi xin trình bày như thế này, tôi làm một con tính, mở lên Excel tôi làm một con tính. Tôi ví dụ như tại Hoa Kỳ có 100 đại công ty, ví dụ thôi, 100 đại công ty đang sản xuất mà lợi tức mỗi công ty là 1 triệu đô la. Thì tổng cộng 100 công ty đó thì lợi tức là 100 triệu, các bạn có gì? Và nếu đánh mức thuế như là trước đây Obama mà giữ lại 45% thì nhà nước sẽ thu vào 45 triệu, sướng quá, thu vào 45 triệu. Nhưng mà thưa quý vị thấy kết quả của việc thuế cao thì có hết hơn một nửa công ty chuyển ra nước ngoài, đưa cái việc làm ra nước Nhật, nước Trung Hoa, rồi nước Việt Nam hay nước Malaysia gì đó. Thì thưa quý vị, mất đi 50 công ty, nhà nước chỉ còn thu có 22.5 triệu mà thôi. À, cái hậu quả của việc đó là công nhân thất nghiệp không đóng thuế cho nhà nước, mà còn lãnh thêm hàng trăm triệu tiền thất nghiệp và tiền phúc lợi xã hội. Nay ông tổng thống Trump ông giảm cái mức thuế, thưa quý vị, ví dụ như trước đây 45 bây giờ còn 35%, thì các công ty lại đem cái sản xuất về nước. Chính phủ thu 100 công ty là tuy chỉ có 35 triệu so với trước đây là 45 triệu nhưng mà đóng thuế 45%, 35 triệu. Nhưng mà công nhân lại có công ăn việc làm, họ sẽ đóng thuế lợi tức. Và thưa quý vị, chính phủ lại không phải tốn tiền phúc lợi, an sinh xã hội và welfare system cho. Kết quả chúng ta thấy cái việc giảm thuế những đại công ty vẫn là cái biện pháp tốt hơn, các bạn thưa quý vị. Dạ vâng, ông nói rất đúng thưa ông. Cái sự thâu nhập của chính phủ có thể giảm đi, nhưng cái sự phúc lợi cho người dân thì quả thật ngoại mục. Và cho tới giờ phút này có rất nhiều người rất là may mắn đã có công ăn việc làm và đã trở lại với cái đời sống bình thường. Và thưa ông, sau đây thì Mã Lý xin được mời ông quay về lại cái vấn đề bầu cử nửa kỳ vừa qua. Thì thưa ông, bây giờ đã gọi là gần 2 tuần lễ trôi qua rồi, thì cái vấn đề này đã ngã ngũ và kết quả rõ ràng ở khắp nơi chưa thưa ông? Vâng, thưa cô, thưa quý vị, đến giờ phút này thì tôi nghĩ là kết quả rõ ràng rồi. Nhưng mà trước cái giờ phút này á, thì bên đảng Dân Chủ cứ kêu lại. Ví dụ như là cái bà Clinton, thêm một ông dân biểu của đảng Dân Chủ, ông nói rằng là, bà Clinton nói rằng nếu bà Georgia, nếu bầu cử sòng phẳng minh bạch á, thì cái bà Abrams đã thắng cử rồi. Rồi cái ông kia cũng nói là đảng Cộng Hòa đã ăn cắp phiếu của bà kia. Nhưng mà thực sự là không có một cái bằng chứng, không có ai kêu nài về cái vấn đề gian lận bầu cử ở Georgia. Nhưng mà lại có cái vấn đề gian lận bầu cử ở tiểu bang Florida. Thưa quý vị, theo cái
họ đòi đến tiếp, tức là bên dân chủ đòi đến tiếp, bởi vì cái sự chênh lệch giữa cái hai ứng cử viên thống đốc và thượng nghị sĩ của Florida đó, cái sự chênh lệch nó không đến 5%, à 5/1000, mà theo luật á thì nếu mà dưới 5/1000 thì phải đến chiếu lại. Thì thưa quý vị, họ đã đến chiếu lại và kết quả cho đến ngày thứ năm, tức là khi mà gọi là cái hạn chót để mà không còn được đến chiếu nữa đó, thì thưa quý vị, tại Florida càng đến thì cái ông Cộng Hòa càng thắng xa hơn cái ông Dân Chủ. Cái điều đó rõ ràng, cho nên bây giờ không cần đến nữa. Và tại vì cái máy đến nó cháy luôn, bởi vì nó làm việc nhiều quá, nó cháy, thì đòi đến bằng tay. Thì thưa quý vị, cái kết quả có đến bằng tay thì cũng vậy thôi, bởi vì đến giờ phút này càng ngày cái mức xa cách, cái mức thắng của những ông Cộng Hòa lại còn xa hơn nữa. Đấy, thưa quý vị, ứng cử viên thống đốc trước đây là ông Florida đó, là ông DeSantis đã thắng ông kia là 4/1000 số phiếu. Đấy, nhưng mà bây giờ sau khi đến lại thì cái mức chênh lệch nó xa hơn. Đấy, và ông trước đây cái ông William, tức là ông mà thua cuộc, ông đã xác nhận sự thua cuộc rồi, rồi sau đó ông lại tuyên bố rút lại cái lời xác nhận và đòi đến tiếp. Thì cái việc đến chiếu nó cũng áp dụng cho luôn cho việc đến chiếu của thượng viện nữa. Ví dụ như ông Rick Scott là thắng đối thủ là ông Bill Nelson, chỉ có thưa quý vị có 1/14/1000 thôi, tức là thắng rất là mong manh. Rồi khi đến lại thưa quý vị thì ông cũng vẫn thắng xa hơn, mà đặc biệt có một cái sự gian lận rất là lớn tại Broward County và Palm Beach. Người ta phát hiện ra cái bà chủ sự phòng phiếu, tức là Brenda Snipes, đã hủy bỏ nhiều phiếu cử tri và gian lận khi dùng tên những người chết để bỏ phiếu. Và sự gian lận này thể hiện qua cái việc mà số ghi danh đi bầu nó nhiều hơn cái số số dân, tức là cái số người cử tri đi bầu là nhiều hơn cái dân số mà có đủ điều kiện đi bầu. Rồi có lại có tin là bà này đã cho bầu phiếu bằng email, rồi lại có tin cho rằng là những cái chữ ký ở trong cái phiếu nó không có match với chữ ký của cái người kia, tức là có những cái sự gian lận lắm. Và có một sự trường hợp là khi mà các xe chở thùng phiếu đến phi trường để chuyển lên máy bay thì họ không biết vô tình cố ý họ bỏ sót lại một cái thùng phiếu, và cái nhân viên của hãng cho mướn xe này đã phát hiện ra cái thùng phiếu bỏ lại và báo hại cho cảnh sát, là coi như phải báo động cả cái phi trường, không thôi là không biết có chất nổ hay không. Tức là họ gian lận đủ mọi cách, nhưng mà cái bà này gian lận như vậy mà không trừng trị bà được, tức là không đuổi việc bà được, bởi vì thưa quý vị, bà này là một người dân cử, tức là bà được bầu vào cái chức vụ đó chứ không phải là chức vụ được bổ nhiệm, cho nên ông thống đốc và cho đến những người kia cũng không có làm gì được bà, ngoại trừ khi mà có một cuộc bầu mới mà bà không được bầu, hoặc là bây giờ đưa bà ra tòa mà thôi. Đấy, thì thưa quý vị, cũng có cái trường hợp có dân biểu Cộng Hòa đến để mà coi quan sát những cái thùng phiếu lên xe thì bị nhân viên đẩy không cho lại gần. Rồi có những cái lá phiếu bất hợp pháp đã bị vô hiệu rồi thì luật sư của phe dân chủ lại phản đối cái việc đó mà đòi phải cho đến những cái siêu đó. Thành người tôi thấy là họ làm việc rất là gian lận. Còn khi mà Hillary Clinton nói là ở Georgia, tôi không thấy, không phát hiện cái gian lận nào cả, không ai khiếu nại gì cả. Nhưng mà cho đến giờ phút này cái bà Abrams cũng chưa chịu thừa nhận mình là thua cuộc, thì cục quá. Mà trong khi không có gian lận, không đến điều mà bây giờ bà không chịu thừa nhận bà thua cuộc, không biết bà còn muốn cái điều gì. Đấy. Thì thưa quý vị, đó là tại Georgia ông Brian Kemp đã thắng, tức là ông Brian Kemp được 50.3% phiếu, bà kia được 48.8%, tức là cách nhau 1.5%, tức là quá dư, khỏi cần phải đến nữa. Nhưng mà bà kia không có nhiều chỉ nhượng nhịn. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều đã có một trường hợp ngựa về ngựa. Tức là trước đây tôi có loan báo tại Arizona thì cái bà Cộng Hòa, bà McSally đã thắng bà Dân Chủ là Sinema. Tức khi đó thưa quý vị chỉ mới đến có 99% thôi, thành ra cái bà McSally đã thắng phiếu. Nhưng mà sau một vài ngày đến tiếp phiếu thì cái bà Sinema đã thắng được. Bà này được 49.7% số phiếu, và trong khi bà Cộng Hòa McSally chỉ có 48% mà thôi. Như vậy, so với kết quả mà trước đây tôi loan báo trong tuần trước thì Cộng Hòa lại mốc thêm một cái thượng viện cho Dân Chủ. Và kết quả hiện nay là coi như là 51 bên Cộng Hòa và 47 bên Dân Chủ, và còn hai ghế chưa xác định, là chưa biết vào tay ai. Còn bên Hạ Viện thì xin xác nhận lại
là Dân Chủ có 228 ghế, Cộng Hòa có 199 ghế và còn 8 ghế dành cho những cái đảng nhỏ hơn. Và thưa quý vị, đảng Dân Chủ vừa rồi họ đã vào Quốc hội rồi, và trong những cái phỏng vấn trên truyền hình thì đảng Dân Chủ họ đã hé cho chúng ta biết cái chương trình của họ. Đầu tiên là bảo vệ thực liệt tiết kiệm, bảo vệ cái Obamacare, rồi họ tiếp tục duy trì cái ủy ban điều tra của ông Mueller, dù rằng ủy ban điều tra hai năm không tìm thấy một cái điều gì lỗi của ông Trump. Rồi sau đó họ còn dọa rằng họ sẽ mở thêm hàng chục cuộc điều tra khác nhắm vào ông Tổng thống Trump. Thành quý vị thấy cái chương trình của đảng Dân Chủ mới lên cũng không có cái điều nào ít quốc lợi dân, mà chỉ có nhắm vào đánh giá học sinh mà thôi, thưa quý vị. Dạ, và xài tiền thuế của dân nữa, thưa ông. Thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông quay về miền Tây của Hoa Kỳ. Không biết là năm nay những cái vụ cháy rừng của Cali có bớt hơn năm vừa rồi hay không, thưa ông? Với con năm này hình như tôi cũng có loan báo rất nhiều cái vụ cháy trong suốt cả năm qua. Có nhiều cái chương trình tôi đã nói nhiều cái vụ cháy, nhưng mà cái vụ cháy hiện nay đang có là được coi là vụ cháy mà lớn nhất, thiệt hại nặng nề nhất tại tiểu bang California trong lịch sử của tiểu bang. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trên cái bản đồ đó thì chúng ta thấy gần như toàn các tiểu bang đều bị cái đám cháy nó bao phủ hết. Nó chỉ chưa có một cái lõm ở giữa mà thôi. Còn từ Nam xuống Bắc đều bị cháy. Dĩ nhiên là nó không có cháy toàn bộ các cái tiểu bang, nhưng mà chúng ta thấy là đang diễn ra tất cả, gần như tất cả mọi nơi ở trên tiểu bang đó. Và tại cái khu vực ngoại đi của Los Angeles cũng bị cháy rất là lớn. Và trong 3 cơn cháy mà trong đầu tuần á, thì chưa nhất, thì vào giữa tuần nó lại nổi lên một cái cơn cháy mới nữa. Thành ra coi như là phải nói rất là trầm đọc. Và cái hình ảnh đám cháy nó hãi hùng lắm, thưa quý vị. Ngay cả những cái vùng dân cư mà rộng được nghĩa là hàng chục dặm, mà những cái hình ảnh đó được chiếu liên tục trên màn ảnh truyền hình trong tuần qua. Và thưa quý vị, đến giờ phút này chúng ta biết là cái số người chết mỗi ngày một tăng, cho nên hôm nay á, là chúng ta biết là có hơn 66 người được ghi nhận chết rồi, và có hàng trăm người, tức là khoảng 600 người ghi nhận mất tích. Thì tôi nghĩ là đến giờ phút này mất tích thì có lẽ là họ cũng đã bị cháy ở trong cái đám lửa rồi, và có 250.000 người phải di tản. Và cái ngọn lửa đã thiêu rụi hết 300.000 dặm vuông, và đã khiến bây giờ có thể nói là đến gần 10.000 cái kiến trúc đã bị tiêu ra, nghĩa là tiêu thành tro bụi, trong đó có cả nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Và thưa quý vị, để mà cứu cái đám cháy này thì bên Cali đã huy động hơn 8.000 lính cứu hỏa. Và các tiểu bang cũng gửi là lính cứu hỏa về, như tiểu bang Texas cũng đã đưa đến để tăng viện. Và thưa quý vị, có những cái chuyện rất là đáng nói là lợi dụng cái làm cháy này đó, có nhiều cái tên xấu nó đã đi vào những cái gia đình để nó hôi của, tức là cái những cái gia đình di tản mà chưa, nghĩa là ngọn lửa chưa lan tới thì nó đã vào để nó hôi của. Và có một tổ chức dân sự bên đó, họ đã chụp hình họ lên, họ bảo là họ sẽ bắn chết tại chỗ những đứa nào mà hôi của. Nhưng mà ngược lại cũng có những cái gương hy sinh rất là đáng khen. Ví dụ như có một bà y tá mà tình nguyện ở lại ở từng cái vùng lửa cháy đó để săn sóc nạn nhân. Và bà ấy đã gọi điện thoại báo cho chồng biết là có thể là bà có thể bị chết trong cái biển lửa này. Thì chúng tôi không biết là cái hậu quả như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị thấy là rõ ràng cái tiểu bang California năm nào cũng bị tần hỏa chiếu cố nặng nề. Ngoài ra nó còn bị đe dọa bởi những trận đông đập đất cường độ lớn. Rồi ngay cả có cái nguy cơ hủy diệt cả cái vùng ven biển giáp Thái Bình Dương nữa, thưa cô. Nghe ông trình bày mà Miley sợ cho những người sống trong tiểu bang California. Thưa ông, sau đây thì xin ông cập nhật cho quý vị thính giả được nghe về cái vấn đề cái đoàn người di tản từ cái miền Nam châu Mỹ và đã tiến về cái biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, thì tới hôm nay nó tới đâu rồi, thưa ông? Thưa cô, họ tới rồi, nó tới rồi đó, thưa cô, tới biên giới rồi. Và thưa quý vị, khi trước tôi có nói là 7.000 người, nhưng mà sau đó thì Mexico đã hứa là cho ở lại, nếu họ muốn ở lại thì cho ở lại, thì có một số là ở lại định cư tại Mexico.
rồi sau đó lại có những cái toán từ các nước xung quanh như là Guatemala này đó, họ cũng sẽ nhập vào nữa. Cho nên con số của đoàn di dân trước đây 7.000, bây giờ nó còn lại có khoảng 6.000 người. Và thưa quý vị, cho hình ảnh trên TV đã cho thấy là những cái tốt đầu họ đã đến biên giới Hoa Kỳ rồi. Ngay cái phía mà bên California đó, là giáp bờ biển đó. Thì chúng ta thấy bọn này nó thắng đờ lắm, nó leo lên cái ngồi trên cái nóc của cái tường á. Thấy chủ phim nó ngồi trên tường rồi mà chưa biết nó nhào xuống hay không. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy là quân nhân Hoa Kỳ cũng đã giăng kẽm gai và giăng những cái bức tường trắng. Và thưa quý vị, điều mà đáng nói là cái bọn di dân 7-6.000 người này đến đi qua từ Honduras cho đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, được tổ chức một cách đàng hoàng cho hệ thống. Có những chiếc xe bus do những doanh nghiệp Mexico đưa đón những người này, rồi có những tổ chức căng lều trại cung cấp thực phẩm, lương thực trên đường đi. Tức là có một cái tổ chức nào đứng sau lưng để mà yểm trợ cái đoàn người này nhằm chống phá Hoa Kỳ. Và trong đó thì cũng không thể không kể đến những cái người của bên và gọi những cái tổ chức tài khuyên của Hoa Kỳ đóng góp vào đó nữa. Quý vị thấy là cái đoàn người, cái phe truyền thông dân chủ khi đưa lên truyền hình đó, thì họ chiếu những cái màn này ôm những đứa con nhỏ. Mà trong khi đó đó, thưa quý vị, những cái người mà phóng viên gọi là trung lập họ đi thì quay phim, chúng ta thấy là có đến 80% những cái người trong đoàn di dân này là đàn ông và thanh niên rất là bằng tợn và hung hăng, và có những cái đoạn video đưa lên để thấy họ đã dùng gạch đá bom xăng để mà chống lại cảnh sát tại Mexico và Guatemala. Thì đúng thì hiện nay tại biên giới là có khoảng 5.500 binh sĩ Hoa Kỳ đang làm việc với cảnh sát ở tại đó, và con số binh sĩ có thể lên đến trên 7.000 người. Và cũng trong tuần qua có một công ty xây dựng đã trúng thầu để bắt đầu xây dựng những bức tường dài khoảng 20 dặm ở biên giới giữa tiểu bang Texas và Mexico. Và trong một cái thăm dò mới nhất là người ta nói rằng có đến 150 triệu người lớn trên thế giới, tức là người lớn không phải trẻ con, 150 triệu người dân trên thế giới này họ muốn di dân tới Hoa Kỳ. Thì nếu mà không ngăn chặn được cái đám này đó, thưa quý vị, 150 triệu người này mà họ di dân tới Hoa Kỳ thì chúng ta bị một luôn, thưa quý vị. Dạ vâng. Thưa ông, sau đây thì Miley xin ông quay về vùng Trung Đông. Không biết là hiện nay tình trạng ở đây có gì khác lạ hay không thưa ông? Vâng, thưa quý vị, tuần qua thì có tin là Israel đã cho một cái toán biệt kích cải trang thành dân thường và đi cái xe hơi dân sự vào cái phần đất Gaza bên kia của lãnh thổ Palestine, và đã tấn công giết chết 7 loạn quân của cái nhóm khủng bố Hamas. Thì trong cái số mà 7 tên loạn quân này chết là có 2 tên chỉ huy cao cấp. Rồi cái khi mà bị phát hiện thì cái đám mà lính biệt kích của Israel đã gọi cái cơ yểm trợ để mà phát tâm, và phản lực của Israel đã bắn chết thêm nhiều người Palestine. Thì ngày hôm sau cái nhóm Hamas đã trả đũa bằng cách là bắn qua lãnh thổ Israel 17 hỏa tiễn. Và hỏa tiễn đã rơi vào khu dân cư, trong đó có nhiều trường hợp. Rồi những ngày kế tiếp, thưa quý vị, là tiếp tục có những cuộc giao tranh xảy ra ở tại biên giới. Rồi lại bên kia là bắn 200 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel nữa. Nhưng mà nhờ cái gọi là Iron Dome, nó Israel đã bắn lên để mà thiệt hạ được. Tuy nhiên cũng có một số hỏa tiễn lọt vào cái khu dân cư của Israel, làm chết một vài người. Và thưa quý vị, cái vụ này á, có buồn cười lắm, nó xảy ra chỉ có một ngày thôi sau khi mà hai phe Israel và Hamas đã đạt được một cái thỏa thuận để mà gọi là để ngưng bắn do một cái nước thứ ba đứng ra tài trợ. Ở trong đó thì họ Israel đã bằng lòng để cho Palestine nhận thêm xăng dầu và khoảng 15 triệu tiền viện trợ của nước thứ ba. Thưa quý vị, mới có một ngày đó thôi, thì ngày hôm sau là đã xảy ra chiến tranh rồi. Và cái ông Thủ tướng Netanyahu là đang tham dự cái ngày 11 tháng 11 tại Paris, nghe tin như vậy phải quay trở về nước. Và những ngày tiếp kế đó, đó, thưa quý vị, Palestine, như tôi nói, là bắn hàng trăm hỏa tiễn vào Israel. Nhưng mà hiện nay thì hai bên đã chịu là để cho cái nước Egypt đứng ra đàm phán để mà ngưng bắn, thì chúng tôi chưa biết là cái cuộc ngưng bắn nó kéo dài được bao lâu. Nhưng mà cuộc chiến Israel-Palestine tôi nghĩ không bao giờ chấm dứt, bởi vì cái hai nước đều có những cái tham vọng, nghĩa là rất là ngược nhau, thưa quý vị.
Dạ thưa ông, trong thời gian qua chúng tôi không nghe ông nói gì hay nhắc đến tình hình của Yemen. Xin ông vui lòng cập nhật cho quý vị thính giả được biết. Ồ, dạ thưa cô, đã nói với Israel thì bây giờ cũng sẵn, mình cũng lái xe qua Yemen để mình coi thử nó xảy ra cái gì. Tôi bị lái xe suốt phía nam tại cái thành phố gọi là Hodeidah. Này, thưa quý vị, vừa rồi có một cuộc giao chiến rất là lớn, mà chỉ có một ngày giao chiến thôi mà có đến 149 người chết, và trong đó rất nhiều dân thường. Và bởi vì thưa quý vị, cái thành phố Hodeidah này đang do cái bọn tiến quân theo khi do Iran yểm trợ. Và nó, cái thành phố này là một cái thành phố hải cảng sát cái biển đỏ, tức là Hồng Hải, và nơi đó là cái cửa ngõ để tiếp nhận viện trợ nhân đạo cho cái nước Yemen nghèo đói này. Và phe thân chính phủ thì do nước Saudi yểm trợ, vì cho hay là cái nhóm Houthi này đã đẩy lui được cuộc tấn công của họ để mà họ nhằm mở đường ra cái hải cảng Hodeidah này. Và thưa quý vị, trong một cái cuộc giao tranh suốt đêm thì phe chiến quân có 110 người chết và thiệt hại bên phe chính phủ là 32 người. Và kể từ đầu tháng 11 đến nay, chỉ có hơn một tháng thôi, chưa tới một tháng, thì thưa quý vị, có đến 600 người chết tại cái thành phố này. Và hiện nay trong nước Yemen có 14 triệu người đang lâm vào cảnh đói khát và thiếu mọi cái phương tiện chăm sóc y tế. Bởi vì những cái tổ chức y tế cứu trợ nhân đạo còn lại, còn dám mà can đảm ở lại thì rất là hiếm. Mà ở lại thì lại không có phương tiện được thuốc men gì cả. Và hàng ngày thưa quý vị, những người bác sĩ và y tá là họ phải đối đầu với cái chết do bất lợi cả hai bên đó thưa cô. Dạ vâng thưa ông, thôi bây giờ Mai Ly xin được mời ông quay qua về vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa ông, tới giờ phút này thì đã chấm dứt chưa hay là tình trạng như thế nào thưa ông? Thưa cô, có lẽ là chờ đến một cái dịp mà các ông gặp nhau, một cái hội nghị tại Argentina sắp tới thì không biết là có họp bàn gì không. Nhưng mà đến giờ phút này thì bên Trung Cộng tuy bên ngoài là bộ nó nói cứng lắm, nhưng mà thưa quý vị, người ta nói là bức tranh kinh tế của Trung Cộng đang có một cái màu sắc rất là ảm đạm. Trước đây họ cũng đã chuyển cái nền kinh tế, mà kinh tế trước đây là dựa trên cái sự đầu tư. Họ chuyển sang một nền kinh tế dựa trên sự tiêu thụ. Do đó thì cái lĩnh vực sản xuất chế tạo, họ chú trọng vào chế tạo những cái máy móc tân tiến như là robotics, xe hơi chạy bằng điện này, là những cái thứ mà có giá trị cao. Tuy thoạt đầu thì cái sự chuyển hướng này có vẻ thành công. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ đó, Trung Cộng nó ở vào cái tình trạng gọi là thừa năng lực, overcapacity. Tại trong nhiều ngành kỹ nghệ như là luyện thép, dù họ cố gắng để ra sức ngăn chặn cái tình trạng này. Thưa quý vị, nói quá thừa năng lực nghĩa là như thế nào? Tức là tình trạng sản xuất thì dư thừa so với cái mức tiêu thụ, tức là cung thì nó nhiều hơn cầu. Và hậu quả dẫn đến là nạn thất nghiệp, bởi vì cung nhiều quá, không có ai mua, thì đương nhiên là phải cho thợ nghỉ việc. Và từ trước đến nay, cái việc tiêu thụ cao và sản xuất mạnh đã giúp Trung Cộng gai trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng mà đến nay thì vì cái sự tranh chấp ngoại thương của Hoa Kỳ đã bị Trung Cộng đã bị đánh mạnh vào tận gốc rễ của cái sự tăng trưởng của họ. Bởi vì vậy cho nên nhu cầu mua sắm những cái vật dụng xa xỉ có phẩm chất cao tại Trung Cộng đang giảm đi một cách nghiêm trọng. Và có lẽ là giới tiêu thụ tại Trung Cộng họ nhìn thấy cái tình hình kinh tế không khả quan cho nên họ ngưng mua sắm. Và cái việc đầu tư vào doanh nghiệp tại Trung Cộng cũng bị ảnh hưởng xấu theo. Và nhiều công ty đã phải tạm ngừng sản xuất, lĩnh vực xuất cảng thì nó lại càng tồi tệ hơn, bởi vì không thể xuất cảng được nhiều như trước nữa. Qua Mỹ thì bị Mỹ đánh thuế. Và cái thứ quý vị, đặc biệt nhất là thị trường chứng khoán đang bị gọi là tan vỡ thì chưa tan vỡ, nhưng mà đang bị nghiêm trọng lắm. Và cái thị trường địa ốc thì nó chậm hẳn lại. Và giới kinh tế gia cho rằng kinh tế Trung Cộng đang bị trì trệ và đình đốn là do hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Và trong phần trước thì ông Tổng thống Trump ông tuyên bố với cơ quan truyền thông Bloomberg rằng ông nói rằng chúng ta đang có một cuộc tranh chấp lớn, rất lớn với Trung Cộng và chúng ta đang thắng. Trung Cộng rất muốn thương lượng, mặc dù họ không muốn thương lượng thì chúng ta cũng có cần. Đây là lời mà chúng ta chẳng quan tâm họ thương lượng không, chúng ta không quan tâm nữa. Và khi trình bày cái quan điểm của mình thì Tổng thống Trump đã dùng cái sự so sánh thị trường chứng khoán yếu ớt của Trung Cộng so với cái thị trường chứng khoán vững mạnh của Hoa Kỳ.
Và thưa quý vị, một điều mà chúng ta cũng biết rằng là Trung Cộng không phải là một nước theo chế độ dân chủ tự do như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mà kinh tế mà loạn quạng thì ông Tập Cận Bình bị chỉ trích, bị truyền thông theo dõi, phê bình. Còn bên Trung Cộng thì không có ai mà chỉ trích họ cả. Thành hay bại không ảnh hưởng đến cái việc bầu cử như tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng có một phần là nếu mà kinh tế khá lên thì có thể ngăn được cái sự bất ổn chính trị và xã hội. Nó sẽ không xảy ra cái nội loạn. Đấy, cho nên họ cũng cần cái điều đó. Và nay thì cái cuộc chiến tranh thương mại có làm đình đốn kinh tế Trung Cộng thì coi như là nhà cầm quyền về Trung Cộng họ cũng rất là bị gọi và là bị chặn đập. Cho nên chúng ta đang chờ qua cái hội nghị G20 tại Argentina này thì ông Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Trump để bàn bạc, chúng ta để chờ coi họ sẽ bàn bạc để giải quyết như thế nào đó thưa cô. Dạ vâng, qua Tết Trung Cộng rồi thì giờ đây Mai Ly xin được mời ông qua bên phía Bắc Cali. Không biết là cái vấn đề giải thể nguyên tử của Bắc Cali hiện giờ đã đi tới đâu rồi thưa ông? Thưa cô, tôi xin mượn lời của ông Abraham Denmark, một giám đốc trung tâm Wilson, nói rằng cái việc Bắc Cali mà có tiếp tục phát triển nguyên tử hòa tiến lục địa không có gì là ngạc nhiên cả. Không có gì ngạc nhiên cả. Cho dù những cuộc thảo luận với Hoa Kỳ và Nam Cali thì cái mối đe dọa của Bắc Cali ngày hôm nay cũng chẳng khác gì một năm trước đây. Theo ông, cái việc mà người ta nói rằng cải thiện được quan hệ với Bắc Cali là một cái mục tiêu rất là buồn cười. Mà ai cho rằng mối đe dọa nguyên tử của họ đã được giải quyết thì chẳng qua chỉ là một sự lừa bịp hay chỉ là một sự mơ ước mà thôi. Tôi có tại vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì trước đây cũng rất nhiều lần tôi nói là không bao giờ tin được Cộng sản, dù rằng có những cái diễn biến mình thấy rất là khả quan, nhưng mà không bao giờ tin được thằng Cộng sản. Vừa rồi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược đã phát giác ra một con số là khoảng 13 cơ sở của Bắc Cali vẫn còn hoạt động bí mật để thí nghiệm và sản xuất hỏa tiễn và nguyên tử. Và những cái cơ sở này thưa quý vị, nó không dùng làm cái nơi phóng hỏa tiễn, bởi vì những cái nơi phóng hỏa tiễn đã bị coi như Bắc Cali đã bị xóa rồi, nó đã cho bom đánh nát rồi. Thì coi như là Bắc Cali vẫn chưa thực tâm trong cam kết của Hoa Kỳ về cái nghĩa vụ giữa hai bên. Trong đó, trong cái cam kết đó là Bắc Cali phải từ bỏ hoàn toàn việc thí nghiệm phát triển hỏa tiễn nguyên tử. Và theo cái báo cáo thì đáng lẽ ra những cái cơ sở mà còn bí mật này phải Bắc Cali phải khai báo và để cho nhân viên đến đó như là để mà kiểm soát được. Thì quý vị thấy bên ngoài mặt thì họ đã cho phá hủy các cơ sở nơi đặt bệ phóng và cơ sở nghiên cứu, nhưng mà bên trong họ vẫn duy trì những cơ sở bí mật. Nhưng mà để bào chữa cho cái sự việc này thì tôi thấy là phát ngôn viên của chính phủ Nam Cali nói rằng là cái việc các cơ sở bí mật này không có gì là mới, bởi vì Nam Cali đã biết rồi và coi nó là những cái vấn đề mà Hoa Kỳ và Bắc Cali sẽ bàn luận với nhau mà thôi. Thì theo ông ta thì Bắc Cali chưa hứa, ông đã nói là Bắc Cali chưa hứa sẽ hủy hết những căn cứ hỏa tiễn tầm ngắm, thưa quý vị, dùng chữ tầm ngắm nghe, còn những cái kia là tầm dài rồi, tầm xa, thì nói rằng là Bắc Cali chưa hứa hủy bỏ những cái căn cứ tầm ngắm này tại một cái vùng mà cách thủ đô Seoul 84 dặm. Thì phía Bắc Cali cũng cho hay là ông chủ tịch Kim Jong cũng chưa thỏa thuận cái việc ngưng phát triển vũ khí nguyên tử hay hỏa tiễn trong những lần thảo luận với Tổng thống Trump. Thì chúng tôi, thưa quý vị, rõ ràng chúng tôi không có đọc được những cái thỏa thuận giữa hai bên, cho nên chúng tôi không biết là những cái điều mà nói trên là đúng hay sai đó thưa quý vị. Nhưng mà rõ ràng thì Bắc Cali vẫn còn những cái mưu đồ mà chúng ta có thể nói là không bao giờ tin được, đó thưa cô. Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông đã soạn thảo tài liệu để đến với quý vị thính giả. Trong chương trình ngày hôm nay, Mai Ly xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Vâng, kính chào Comedy, kính chào quý vị khán giả.